Thưa quý vị và các bạn, điều hòa Erito, thương hiệu điều hòa cao cấp của Nhật Bản, được Fuserai Việt Nam phân phối độc quyền với những tính năng vượt trội như điều hòa thông minh kết nối Wi-Fi, điều khiển mọi lúc mọi nơi, chủ động cài đặt lượng điện năng tiêu thụ điện trên app, tiết kiệm điện đến 60% cùng với tính năng tự động làm sạch thông minh. Với những tính năng vượt trội đó thì Erito nhanh chóng trở thành một sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn. Để củng cố lòng tin của khách hàng thì mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn Fujere Việt Nam đã mạnh dạn đưa ra chính sách bảo hành chưa từng có, đó là một đổi một trong vòng 2 năm, bảo hành tại nhà trong vòng 24 giờ. Hội nghị bảo hành Erito 2019 là một trong những hoạt động quan trọng của hãng với mong muốn được gửi đến tất cả các trạm bảo hành ủy quyền của hãng lời tri ân sâu sắc. Đây cũng là cơ hội để hãng điều hòa Erito được giao lưu, trao đổi kỹ thuật chuyên môn, đem đến dịch vụ bảo hành nhanh, kịp thời, chính xác cho mọi khách hàng, đồng thời là dịp để hãng điều hòa Erito thắt chặt hơn nữa sự đoàn kết, tin tưởng hợp tác với các trạm bảo hành. Chính sách của bảo hành của Erito hiện tại là, theo như tôi thấy thì là một trong những chính sách tốt nhất tại thị trường Việt Nam hiện tại. Vì có những chính sách như là trạm có hãng hỗ trợ là bảo hành một đổi một trong vòng 2 năm đầu tiên. Đấy là một trong những chính sách rất là tuyệt vời mà ít hãng có thể làm được trên thị trường hiện tại. Tôi thì làm bảo hành dịch vụ cho hãng Erito, thì là hướng tới cái dịch vụ hoàn hảo nhất. Thì là chúng tôi là cố gắng là phục vụ tốt nhất. Khi mà khách hàng có yêu cầu dịch vụ sửa chữa thì chúng tôi sẽ cố gắng là thực hiện đúng chính sách của Erito đề ra, là nhanh chóng, kịp thời và hài lòng khách hàng. Trong vòng 24 giờ bảo hành một đổi. Tại chương trình, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Fujie Việt Nam đã chính thức công bố chính sách bảo hành vàng, chính sách bảo hành ưu việt nhất thị trường Việt Nam để khẳng định chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng. Chính sách bảo hành vàng được áp dụng cho các sản phẩm Erito tại Việt Nam. Năm 2019 thì Erito vẫn áp dụng chính sách bảo hành vàng. Có nghĩa là cam kết xử lý sự cố trong vòng 24 giờ, bảo hành một đổi một trong vòng 2 năm đầu với những lỗi do nhà sản xuất, ví dụ như là thủng dàn nóng, thủng dàn lạnh hoặc là chết máy nén, và bảo hành 3 năm cho toàn bộ sản phẩm với những cái lỗi về thiết bị, bảo hành 5 năm cho máy nén. Miền Bắc chuẩn bị bước vào những ngày mùa hè nóng nực, thời điểm mà nhu cầu sử dụng các thiết bị điện như điều hòa nhiệt độ tăng cao, việc hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm khiến cho những thiết bị này nhanh hỏng, thậm chí có gia đình chỉ sau một mùa hè đã phải tìm thợ về sửa chữa máy điều hòa. Chính sách bảo hành một đổi một trong vòng 2 năm chính là lời cam kết chất lượng của hãng với người tiêu dùng. Erito là dòng sản phẩm điều hòa tiên phong trong lĩnh vực điều hòa thông minh. Cái tính năng kết nối Wi-Fi của Erito giúp cho khách hàng có thể điều khiển cái điều hòa nhà mình ngay cả khi mà khách hàng đang ở Mỹ, chỉ qua một lần kết nối duy nhất, và sau đó là khi mà em đang đi, khách hàng người tiêu dùng đang đi bất cứ đâu cũng có thể kiểm soát là cái điều hòa nhà mình đang bật tắt và kiểm soát được là cái chế độ cũng như là cái nhiệt độ mà cái điều hòa đang sử dụng. Ngoài ra thì Erito có thêm cái dàn tản nhiệt mạ vàng cho cả dàn nóng và dàn lạnh, thì thách thức tất cả những cái môi trường biển mà khắc nghiệt nhất. Và người tiêu dùng có thể chủ động đặt cái mức kiểm soát điện năng tiêu thụ mong muốn. Hội nghị bảo hành Erito 2019 đã thu hút hơn 200 khách mời là các trưởng trạm kỹ thuật viên đến từ 95 trạm bảo hành ủy quyền của Erito tham dự.